Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát lại phải làm thế nào để biết tướng tóm lược quảng diễn của tất cả Pháp? Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát rõ biết như thật tất cả Pháp, chẳng hợp chẳng tan, thì đại Bồ Tát ấy như thế sẽ biết tướng tóm lược quảng diễn của tất cả Pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả Pháp chẳng hợp chẳng tan là những Pháp nào? Phật dạy, này thiện hiện, sắc chẳng hợp chẳng tan, thọ tưởng hành thức cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn xứ chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng hợp chẳng tan, sắc xứ chẳng hợp chẳng tan, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn giới chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng hợp chẳng tan, sắc giới chẳng hợp chẳng tan, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn thức giới chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn xúc chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng hợp chẳng tan, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng hợp chẳng tan, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng hợp chẳng tan. Địa giới chẳng hợp chẳng tan, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng hợp chẳng tan, vô minh chẳng hợp chẳng tan, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng hợp chẳng tan, bố thí ba la mật đa chẳng hợp chẳng tan, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng hợp chẳng tan. Pháp không nội chẳng hợp chẳng tan, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng hợp chẳng tan, chân như chẳng hợp chẳng tan, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng hợp chẳng tan. Thánh đế khổ chẳng hợp chẳng tan, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng hợp chẳng tan, bốn tịnh lự chẳng hợp chẳng tan, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng hợp chẳng tan, tám giải thoát chẳng hợp chẳng tan, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng hợp chẳng tan, bốn niệm trụ chẳng hợp chẳng tan, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng hợp chẳng tan, pháp môn giải thoát không chẳng hợp chẳng tan, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng hợp chẳng tan, năm loại mắt chẳng hợp chẳng tan, sáu phép thần thông cũng chẳng hợp chẳng tan, mười lực Phật chẳng hợp chẳng tan, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng hợp chẳng tan, pháp không quên mất chẳng hợp chẳng tan, tánh luôn luôn xả cũng chẳng hợp chẳng tan, trí nhất thiết chẳng hợp chẳng tan, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng hợp chẳng tan, tất cả pháp môn đà la ni chẳng hợp chẳng tan, tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng hợp chẳng tan, quả dự lưu chẳng hợp chẳng tan, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng chẳng hợp chẳng tan, quả vị độc giác chẳng hợp chẳng tan, tất cả hạnh đại Bồ-Tát chẳng hợp chẳng tan, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng hợp chẳng tan, cảnh giới hữu vi chẳng hợp chẳng tan, cảnh giới vô vi cũng chẳng hợp chẳng tan. Vì sao này thiện hiện, vì các pháp như thế đều không có tự tánh, nếu không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nói có hợp có tan, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp rõ biết như thế thì có khả năng rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy gọi là thâu tóm sáu phép ba la mật đa, các đại Bồ Tát nếu đối với pháp ấy mà tu học thì có khả năng làm được nhiều việc. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thâu tóm như thế, đại Bồ Tát mới tu nghiệp nên tu học, cho đến đại Bồ Tát trụ thập địa cũng nên tu học. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật đa thâu tóm này thì đối với tất cả pháp biết tướng tóm lược quảng diễn. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, pháp môn như thế, hàng đại Bồ Tát lợi căn có thể nhập, hàng đại Bồ Tát trung căn cũng có thể nhập. Này thiện hiện, pháp môn như thế, hàng đại Bồ Tát định căn có thể nhập, hàng đại Bồ Tát bất định căn cũng có thể nhập. Này thiện hiện, pháp môn như thế, không chướng không ngại, nếu đại Bồ Tát suy cứu tu học thì không thể không nhập.
Này thiện hiện, pháp môn như thế, chẳng phải là đối tượng có thể nhập của người lười biếng, người kém tinh tấn, người mất chánh niệm, người tâm tán loạn, người quen ác tuệ. Này thiện hiện, pháp môn như thế, người không lười biếng, người tinh tấn nhiều, người trụ chánh niệm, người khéo nhiếp tâm, người tu diệu tuệ mới có thể nhập. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn trụ bậc bất thối chuyển, muốn trụ bậc thứ 10, muốn trụ bậc trí nhất thiết trí thì phải tinh cần phương tiện nhập pháp môn này. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như điều Bát Nhã Ba La Mật Đa này đã nói mà học, thì Đại Bồ Tát ấy có thể tùy ý chứng đắc bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng tùy ý chứng đắc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng tùy ý chứng đắc chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị. Cũng tùy ý chứng đắc thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng tùy ý chứng đắc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng tùy ý chứng đắc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng tùy ý chứng đắc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng tùy ý chứng đắc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng tùy ý chứng đắc năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng tùy ý chứng đắc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng tùy ý chứng đắc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng tùy ý chứng đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng tùy ý chứng đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát y cứ những điều mà Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đã dạy mà tu học, và Đại Bồ Tát ấy cứ luôn luôn như thế thì tiến gần sở cầu là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như những điều Bát Nhã Ba La Mật Đa đã dạy mà tu học, thì đối với Đại Bồ Tát ấy có ma sự gì khởi lên liền tiêu diệt. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn mau diệt trừ tất cả nghiệp chướng, muốn nhiếp thọ ngay phương tiện thiện xảo, thì nên tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, nếu khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, tập Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, thì khi ấy Đại Bồ Tát liền được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại đang chủ trì diễn thuyết chánh pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương cùng hộ niệm. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà xuất sanh. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên nghĩ thế này: pháp mà chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đã chứng đắc, ta cũng sẽ chứng đắc. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát phải tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì Đại Bồ Tát ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát thường chẳng nên xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí và việc tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này như thật tu hành trải qua khoảng khảy móng tay, thì nhóm phước đức mà Đại Bồ Tát ấy đạt được số lượng rất nhiều. Giả sử có người giáo hóa các loại hữu tình, cả tam thiên đại thiên thế giới đều khiến an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, hoặc khiến an trụ giải thoát và giải thoát tri kiến, hoặc khiến an trụ quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, hoặc khiến an trụ quả vị độc giác, thì người ấy tuy thu vô lượng